Xin chào tất cả các bạn khi lướt trên báo nhìn này. Úi xui ôi, công bà này bốc phét. Úi xui ôi, đây là báo VN Express. Em ơi, xô em to quá. Anh mời em đi ăn phở nhá. Nhưng thưa em, phở vẫn là phở, nhưng cơm nhà vẫn ngon hơn. Vỉa hè bị sới tung dịp cuối năm. Ok. Mà đây, thưa quý vị đây, một tuần qua đoạn vỉa hè rộng khoảng 10 mét trên đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân được đào lớp gạch để chuyển qua lát đá. Phét lát, mình khẳng định đây là lớp gạch bê tông chứ đừng nói đá, nhố nhăng. Đây là một hình thức báo VN Express phải cải chính lại ngay, tại vì đó là đưa thông tin sai. Thưa quý vị, đây nữa, đây này, đây là gạch bê, đây là không phải đá mà đây là gạch bê tông nhá. Đây, cho nhìn rõ luôn. Đây là gạch bê tông. Thưa quý vị, không phải đá nhá. Toàn nguyên tha lên thuyên. Đó là điều sai trái đầu tiên đã đưa báo chí, và thứ hai là chúng ta phải công tâm. Đấy. Tất cả những cái điều này, ví dụ ở đây mình không nhìn rõ thì mình không dám nói. Chẳng hạn này, đây là đá này. Đây là đá, nhưng đây khẳng định với quý vị đây là không phải đá mà đây là gạch bê tông. Thế thôi. Không phải bàn. Đây quý vị, đây 100% là gạch bê tông. Đấy. Chứ đừng bao giờ nói năng nhăng lít nhít đá được, giả đá rồi. Đây này, có cái tuyến này thì còn đá, đây là đá. Đấy, mình khẳng định quý vị đây là đá này. Đấy, giải hoe giảng võ nhá, là đá nhá. Nói gì đúng thì thôi chứ không phải là mình ở đâu là đá đá. Đấy, đây là đá này. Đây quý vị nhìn này, đá này, đá này. Ok. Đừng có liên thuyên. Tại vì nói sai thì sự thực, bản chất sự thực ấy, đôi khi nhiều lúc là, nhưng mà sự thực để Dương nói chuyện ở ngoài. Xin chào tất cả quý vị, hôm nay mình đang đứng ở đây. Thì ở trên không gian mạng bây giờ, đặc biệt là trên báo chí, thì nhiều người đang nói về vấn đề 100%, họ đang nói về vấn đề là đào xới vỉa hè. Đặc biệt là cứ đến mỗi độ gọi là gần đến Tết hay là gần cuối năm ấy, thì đã bắt đầu là đào xới vỉa hè thì rất là nhiều. Thì cái này nó, hiện tượng này nó diễn ra, mình phải khẳng định quý vị là nhiều năm nay rồi chứ không phải là mới năm nay. Và trong cái chủ trương chính sách của thành phố Hà Nội nhiều lần cũng đều khẳng định rằng là chỉ đào lốt lần này, không mở đào nữa, vân vân vân. Nhưng đó là việc nói thôi, và báo chí cũng viết lên rất là nhiều những chuyện như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta phải đưa ra rất nhiều khía cạnh, cái góc nhìn tích cực và góc nhìn tiêu cực, cũng như là cái cần phải làm. Thì ở đây Dương sẽ quay lại cho quý vị xem. Thì đây thưa quý vị, bản chất ý, thì từ ngày xưa đến nay để chúng ta làm vỉa hè thì cũng rất là nhiều loại vật liệu rồi, nhưng mà giờ phút này chúng ta đang làm một loại vật liệu nhìn rất là đẹp, phải nói thật là như vậy. Và thứ hai là cách thiết kế lại của vỉa hè ấy, đặc biệt đối với các hàng cây ấy, là để cho những hàng cây nó nhiều đất hơn. Đây ví dụ đây, chúng ta làm đất nó nhiều hơn thì cây sẽ dễ thở hơn và dễ sống hơn, và nó có khoảng xanh, phải nói chính xác là thế. Và mình đi cho quý vị xem nhé. Cái đoạn này là họ đang làm, họ đang làm thì mình mới ngồi nói chuyện với các bạn, chứ nếu mà họ không làm thì mình không ấy. Đấy, ví dụ đấy. Và đặc biệt đây là cái gạch, gạch này nó là gạch bê tông nhá, nó không phải là đá đâu. Có những nơi họ hiện tại giờ họ đang lát là đá. Đá đấy có độ bền theo như công bố là 75 cơ. Tận 75 nha quý vị nha. Đấy, nhưng mà thưa quý vị, nó 75 là đấy là do mình phải thiết kế nó như thế nào, thi công nó như thế nào, đúng đạt chuẩn. Ở dưới phải đổ một lớp bê tông, xong rồi lúc mình lát nó thì phải như nào. Đây, rất đẹp không quý vị? Cái này thì quý vị nhá, đây là không phải đá nhá, đây là gạch giả đá, đây là gạch bê tông nhá, nhìn cho thật kỹ vào. Quý vị phải nhìn thật kỹ vào. Đấy. Và họ để cho cái hàng cây hết thở. Nói chung là đối với mình ấy thì mình khẳng định quý vị là sau khi mà làm những cái lớp này xong, họ chỉnh trang Cầu Giấy chỉnh trang rất nhiều, thì đường xá đẹp hơn. Và đặc biệt là lối lên xuống ấy nó sẽ có quy củ hơn. Đây mình phải cho quý vị xem đây. Cái lối lên xuống hiện tại bây giờ là, ví dụ đây là do gọi là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhá, thì họ làm bằng đá. Đây là đá thật này, đây là đá 75 này, quý vị nhìn nào, nhưng mà nó sẽ bị bong chóc này. Đấy, nếu mà làm không kỹ, tại vì thưa các bạn là đá nó cứng, lớp ở dưới nó cứng nữa, nhưng mà lớp đấy. Đấy, thưa quý vị nó như vậy. Nhưng mà đây ra đây thì thưa quý vị nhá, những cái lớp lên xuống này nó sẽ làm cho tiêu chuẩn hơn, cách lên xuống nó nhìn đẹp hơn. Đấy quý vị, thôi mình sẽ quay lại cho quý vị nhé. Thì mình sẽ cho quý vị xem chất liệu luôn, để quý vị thấy cái chất liệu, chứ không phải nhiều lúc thì chúng ta cứ mồm bằng mõm này. Nhất là những nhiều bạn ở trên không gian mạng ấy thì không biết thì cứ viết.
đây cái vỉa hè cũ đây. Thì thưa các bạn, liệu có phải chỉnh trang lại không? Và thưa quý vị, đây là Đại sứ quán Mỹ nhá. Và thưa quý vị, Đại sứ quán Mỹ đã bắt đầu khởi công. Và tí nữa mình sẽ làm một cái đề tài đây. Cái này là đá xịn này. Đá xịn này thì mình phải nói quý vị, đây là cái đá bao, có nghĩa là lớp ấy. Nhưng mà đây, đây là quý vị nhìn lại nhá. Đây là đây đá xịn này. Đấy, quý vị nhìn không, đá xịn đấy. Đấy, đá xịn nhá. Đấy, đá xịn đấy. Tất cả đá xịn hết nhá. Đây, đá xịn này. Đấy, đây đá này. Đá xịn nhá. Chỗ Đại sứ quán Mỹ này thì chắc là xịn rồi quý vị ạ. Dẫu gì thì Đại sứ quán Mỹ mà các bạn. Đấy, 6 năm mới hoàn thành nhá. Tí nữa mình sẽ nói một bài nói chuyện và nó sẽ như thế nào, Đại sứ quán Mỹ nó như thế nào. Bây giờ chúng ta đang nói vỉa hè đây, thì vỉa hè bắt buộc phải làm thôi. Quý vị cũng nhận không? Nhưng mà mình đang ở đây, nhưng mà đây nhá. Đến đây thì các bạn phải nhớ rằng là gạch bê tông nhá. Gạch bê tông này nhá. Chứ không phải đá nhá. Nếu ai bảo đá là chém gió nhá. Đấy. Đây. Đây là một trong những cái vỉa hè mà họ đã làm xong rồi. Đấy, họ làm xong rồi thì chúng ta đang được nhìn thấy. Đấy. Lớp ke. Đấy. Là bằng đá hết. Nói chung đẹp. Đẹp mà các bạn. Và cái chỗ trồng cây là thở. Đây, đấy là mình nói cái việc tích cực nhá. Nói chung là đất nước phát triển thì bắt buộc chúng ta phải làm thôi. Nhưng thưa các bạn, sẽ có những giải pháp hay hơn. Đấy. Các bạn nên nhớ rằng ở nước ngoài, ở trung tâm, đặc biệt là trung tâm các khu đô thị, ví dụ cái khu gọi là sầm uất liên quan đến vấn đề đi bộ ABC ấy, nhiều ấy, thì họ mới lát đá này, họ lát gạch. Đấy. Đấy, cái phương pháp thi công thì quý vị thấy rồi đấy, họ phải làm một lớp bê tông này. Thế nhưng mà đây mình muốn nói chuyện các bạn là, nhưng mà thường ấy thì ra xa một tí thì họ làm bê tông áp phan. Đây, bê tông áp phan chính là cái lớp đường này này. Nhiều người cứ nghĩ rằng là bê tông áp phan nó vẫn, nếu làm đường này thì nó đắt, nó nhiều thứ nữa, các thứ ABC, nói chung là cái lớp các lớp đá ở dưới. Nhưng mà nếu mà làm vỉa hè ấy, thì nó lại không đắt như vậy. Tại vì cái tiêu chuẩn vỉa hè ấy, nó không chịu tải nhiều. Cho nên là họ sẽ làm bê tông áp phan theo một kiểu là rất hợp lý đây. Đây là cái gạch block nhá. Gạch này, gạch block này. Nó có thể đá như vậy nhá. Đấy, chính xác luôn. Thì thưa các bạn, thì bê tông áp phan nó có một cái đặc điểm là hiện tại bây giờ ở Việt Nam của chúng ta, cái vấn đề hạ ngầm ý, hiện tại đang kém lắm. Chưa phải là tất cả. Nếu mà chúng ta chưa hạ ngầm tất cả thì xin lỗi quý vị, thì chúng ta phải biết rằng rồi chúng ta vẫn phải hạ ngầm. Nếu hạ ngầm mà chúng ta làm cái này xong thì một ngày nào đó hạ ngầm thì chúng ta lại phải đào lên. Mà đào lên thì lại hỏng. Đào lên lại toi, đào lên lại mất tiền. Thì có phải lãng phí không? Nhưng nếu mà bê tông áp phan ấy thì cắt ra đào lên thì vẫn ok. Đấy, nói chung là cũng hợp lý mà nó dễ hơn. Mà đặc biệt ấy, sau khi đào lên ấy, mà chúng ta làm lại ấy, thì thưa quý vị, 100% thì bê tông áp phan này nó sẽ ổn hơn. Còn nếu không là vỉa hè thì chắc chắn thưa quý vị là nó sẽ lát vỉa hè nó sẽ không được như cũ nữa. Nếu mà trừ khi phải làm tinh lắm. Đây cái vỉa hè cũ nha quý vị nhá. Để quý vị thấy rằng là bắt buộc phải làm. Chứ bắt buộc phải xây dựng thôi chứ. Nhiều người thì cứ mong muốn là đất nước tươi đẹp nhưng mà lại không muốn sửa chữa. Thì nó cũng khó. Đấy là mình nói thế. Thì cho nên là những cái giải pháp đấy nó hợp lý hơn. Và thứ hai, do bê tông áp phan ấy thì quý vị. Bê tông áp phan này nó như nào? Nó là một lớp trải luôn. Và nếu mà không có tải trọng nhiều ấy, thì thưa các bạn, nó rất là bền. Và nó lại giữ được mặt mà đỗ ô tô cũng được nhé. Đỗ xe máy cũng được, đi bộ cũng được. Nói chung là ok. Nhưng mà riêng cái gạch lát ấy, khi mình lát vào, nếu mà mình lát không cẩn thận, mình lát mà chung kém chất lượng là một này. Mình lát nó ẩu, thì khi mình đỗ ô tô như này, đang đỗ ô tô này, thì một thời gian sau nó bong chóc. Tại vì cái lớp xi măng mà mình dán hay là một lớp keo dán nó không chuẩn. Nó sẽ bị bong chóc. Mà bong chóc đấy thì nó làm hỏng. Và chính bản thân cái đường của Việt Nam của chúng ta, cái vỉa hè ấy, cụ thể là vỉa hè của chúng ta, ở những nơi mà đã lát những cái viên đá tuổi thọ 75 như đường Nguyễn Trãi thì nó bong chóc hết rồi các bạn. Khi nó bong lên rồi lại vỡ. Tại vì nó lỏng mà, nó lỏng nó sẽ vỡ. Và trông rất xấu các bạn. Trông xấu kinh khủng luôn. Nên tóm lại đấy, nhưng mà nếu mà bê tông áp phan này nó sẽ không bị thế. Bê tông pha nó chỉ lún xuống thôi các bạn. Đấy. Đấy. Đấy, đây là nhá, cái viên gạch này là viên gạch block này. Đấy, quý vị thấy không? Để lát vỉa hè đấy.
Thì đấy là một bài nói chuyện của mình liên quan đấy. Đấy là cái tích đầu tiên, là cái tích cực này. Xong cái mặt hạn chế mà Việt Nam hiện tại bây giờ chúng ta vẫn cứ kiểu như là theo cái form cũ chúng ta thiết kế về hè ấy. Chính ra chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải học tập những cái nước phát triển hơn chúng ta. Họ đã đi, phải nói chính xác là họ đã đi trước chúng ta rất nhiều chục năm, cho nên là họ có những cái kinh nghiệm xương máu. Ngày xưa họ cũng thế thôi, ở đâu mật độ ấy thì họ cũng lát thôi, nhưng mà vì sao họ biết đấy. Đấy thì giờ thành ra nó là dậy đến hỏng hóc, mà hỏng hóc thì sửa chữa rất là tốn tiền, và đặc biệt cứ 5-7 năm lại 10 năm là phải sửa chữa rồi, gạch nó bong lên. Nói chung là cái đầu tư công của chúng ta thì rất tốn kém, nhưng mà những cái nhà thầu làm đầu tư công của chúng ta, đặc biệt những tốt thợ không chuyên, thành ra nó dẫn tới cái hiện tượng là chất lượng công trình hơi kém. Mình phải dám nói thẳng, nói thật như thế, thì thành ra là nó dẫn đến hỏng hóc. Thì thôi rồi, ok nha, mình sẽ đi lên ở đây để cho các bạn thấy luôn. Thì đây đó, họ phải bây giờ nó phải đổ một lớp bê tông dày không, trong khi đó là nhẽ nếu mà trông thấy đắt tiền lắm các bạn ạ. Đổ một lớp bê tông là đắt tiền lắm, không phải gần đâu các bạn ấy, nhớ đổ một lớp bê tông là rất là tốn tiền đấy. Xong bắt đầu mới lại lát lên đấy, mà làm sai kỹ thuật phát là nó bong chắc là chuyện bình thường đấy. Chứ nếu mà ABC đấy, nhưng mà tốn kém nhá, đúng không? Đây là rất tốn kém chứ không phải không tốn kém nhá, mà làm công nghệ cũng rất chi phí cũng rất là mắc. Mà đây là vỉa hè ở trước Ủy ban Nhân dân quận mới đấy, sắp sửa họ đang xây dựng. Thì đấy, mình muốn nói chuyện với các bạn thì vậy. Đấy là đầu tiên là mặt tích cực này, bắt buộc phải làm chỉnh trang đô thị cho đẹp hơn là đúng rồi, thành phố phát triển. Nhưng cái mặt thứ hai của nó ấy là cái phương pháp của chúng ta, hay là vật liệu chúng ta đang dùng hiện tại bây giờ cho những cái vấn đề liên quan đến vấn đề vỉa hè của chúng ta ở trong các quận nội thành ấy, thì đối với mình ấy, thì so với nước ngoài thì mình thấy rằng là chúng ta nên sửa đổi. Ví dụ như những cái kiểu làm như này thì chúng ta tập trung vào những khu dân cư, trung tâm thương mại chẳng hạn ấy. Ok, vỉa hè chỗ ấy nhiều, nhưng nếu mà chúng ta mà làm ở những chỗ đường mà nó vắng vẻ ở các quận thì chúng ta lên làm đây, chỗ này làm bê tông ốp phan này, chúng ta vừa để được nhá, vừa người đi bộ được, chúng ta vừa để được ô tô. Chứ làm này nhá, ô tô rồi họ vẫn để, mà họ để nó hỏng, dẫn đến hỏng gạch bong, biết là vỡ gạch các thứ của vỉa hè rồi lại sửa chữa là rất tốn kém. À đấy, đấy là cái thứ hai. Nói chung là phải thay đổi cái vật liệu, và tùy những vật liệu cho phù hợp đấy, từng nơi. Thì đối với Dương nghĩ là đã chuẩn nhất đấy. Nhưng mà còn cái thứ ba nữa mà nhiều người ta đang phàn nàn ấy, là đây, các quý vị nhìn vỉa hè này, vỉa hè như thế này thì rõ ràng là quý vị hỏng do đâu. Đấy, đây là cái thứ ba này, 100% chúng ta là phải, đấy đúng rồi, chúng ta phải là lộp cái vỉa hè lên rồi đúng không, để mà chúng ta sửa thôi. Nhưng mà 100% chúng ta phải thay đổi và nghiên cứu lại các cây trồng, trong đó đặc biệt cây gạo. Các bạn nhớ cây hoa sữa chứ, xin lỗi các bạn, cây hoa sữa này thưa các bạn, thứ nhất là khi nó nhiều hoa mùi nó sợ lắm, mùi nó kinh khủng. Nhưng cái thứ hai nữa các bạn biết gì không, là đây, cái lớp rễ của cây hoa sữa là phá vỉa hè kinh khủng luôn. Đây các bạn biết này, nó phá vỉa hè này. Mình khẳng định quý vị là không có một vỉa hè nào có chịu đựng được, kể cả bê tông có kể là gì. Và chỉ một thời gian khi nó lớn lên phát nó phá vỉa hè như này. Đấy. Và không có phương giải pháp nào, mình khẳng định quý vị, không có giải pháp đâu. Cho nên là cái sai lầm lớn nhất của chúng ta là chúng ta đã trồng những hàng hoa sữa. Đấy. Và giờ phút này chúng ta phải nhìn nhận thẳng tế là chúng ta phải thay thế nó. Chứ chúng ta, nếu mà các bạn cứ thay cây, cứ chặt cây, các bạn lại bắt đầu là trừ đảng, trừ nhà nước đóng lên. Cái này Dương nói thẳng luôn. Và chúng ta không được phép trồng những cây gọi là dễ trùm. Đấy, giống như cái cây, ôi dồi, cái cây hoa sữa này dã man gọi là phá đường. Đấy các bạn, và đây, đây là đoạn nữa đấy, đoạn nó phá đường rồi quý vị này, phá kinh. Và thứ hai, nếu mà trồng cây này ấy, chúng ta phải để cái mặt đất ấy, để cái nơi gọi là đất để cho cây nó thở nhiều lắm. Cái này mình khẳng định quý vị nhá, như này không đủ đâu. Đấy, nó sẽ phá. Đấy. Thì đấy là cái sự thực thì mình đang đi vòng vòng đây cho quý vị thấy. Thì đấy, đấy là ba thứ mà Dương đã nhìn thấy. Và Dương khẳng định quý vị
là chắc chắn là Việt Nam chúng ta phải thay đổi tư duy. Mà rõ ràng là gần đây thì vỉa hè và đất thì các bạn, thì chính quyền, cả các nhà thầu cũng như nhà đầu tư, họ đã không cho trồng những cây gạo rồi, hoặc là những cây nó làm hỏng mặt đường, trồng những cây xấu chẳng hạn rất hợp lý, trồng những cây bàng Đài Loan chẳng hạn cũng rất hợp lý các bạn ạ. Thì đó là những cái mà mình nhìn nhận ra, mình nhìn thấy luôn. Đấy, đấy là ba thứ nhá, ba thứ ngày hôm nay mình nói chuyện. Thế còn ở trên không gian mạng ấy, thì người dân hiện tại bây giờ, người dân đang kêu than là cứ gần đến gọi là Tết thì bắt đầu đào vỉa hè. Quý vị ơi, số đen thôi. Tại vì thực tế, để Dương nói cho quý vị biết rằng là quanh năm suốt tháng, hiện tại bây giờ Hà Nội là đang chỉnh trang đô thị. Mình không dám nói gì là khu mặt đường nhà Dương, tí chúng ta đi đây. Tham thử chúng ta ra Xuân Thủy và vào cái đường Hồ Tùng Mậu. Thì thưa quý vị đấy, họ làm từ đầu năm ấy chứ. Thì nhà mình xong rồi, thì lại đến cái nơi khác, đến từng nơi một. Thì nơi nào bị thì nơi đó gọi là đen thôi. Chứ quý vị đừng có lên mạng xong quý vị ABC ấy, thì nó cũng không đúng. Nhưng còn bảo để tránh ra thì thưa quý vị chẳng nhẽ làm nửa năm hay làm đến 8 tháng xong nghỉ, hay 4 tháng kia nghỉ vì gần đến Tết chứ. Thôi thì chịu một lần, vài năm, ví dụ 5-7 năm ấy, chịu một lần thì, chứ đừng có, mình có đừng có lấy cái của mình ra xong mà chửi chết. Chỉnh trang đô thị thì người ta phải chỉnh quanh năm suốt tháng. Nhưng mà hy vọng rằng là các nhà thầu, các nhà đầu tư của mình tìm ra giải pháp nào cho nó bền, đẹp. Đặc biệt những cái phố nó chưa hạ ngầm, cũng hy vọng rằng là đừng làm vội, hoặc là làm thì phải làm sẵn cái hạ ngầm. Nhưng các bạn phải hình dung là ở Việt Nam của chúng ta ấy, thì nó có một điều là này, tất cả những nơi đấy nó khác nhau. Ví ông điện ông khác ông nước khác ông viễn thông. Thế là thành ra là cái ABC loạn xình ngậu lên, nó không đồng bộ thành ra vậy. Đấy. Thôi ok, xin chào các bạn, mình là Dương, kênh Dương Béo đây. Thì các bạn biết rằng là mình đang đi xe máy, mình phải đội mũ bảo hiểm, tông nó xấu tí thôi, nhưng mà phải tuân thủ luật giao thông thôi. Thì bài nói chuyện của mình hôm nay đến đây thế nhá. Thì mình sẽ nói chuyện tiếp một cái bài khác. Xin chào bạn và các bạn.